Namaste. Xin chào các bạn. Hôm nay chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Tuệ Giang. Hôm nay Giang xin chia sẻ với các bạn cái vấn đề về đau lưng. Thì thưa các bạn, đau lưng là gì? Để đau lưng nó là một cái hiện tượng nhiều người gặp phải nhất trong cuộc sống này. Vì theo thống kê thì trong tất cả các loại bệnh thì bệnh đau lưng là rất nhiều người mắc phải. Và cứ 10 người thì lại có 8 người sẽ mắc phải bệnh đau lưng trong chính cuộc đời của mình. Và điều này dẫn đến cho con người chúng ta rất là khó chịu và nhiều người cảm thấy bất lực khi bị chứng đau lưng như thế này. Và cái hiện tượng đau lưng khi chúng ta gặp phải thì nó chính là đau ở phía sau phần cơ thể của mình. Nó có thể là lưng trên, lưng giữa, lưng dưới hay chính là cái vùng thắt lưng của bạn, hoặc là phần xương cụt. Những cái chứng đau lưng này nó sẽ dẫn đến cho bạn những cái đau phổ biến nhất, đó là phần đau thắt lưng. Vì sao lại là phần thắt lưng? Vì cái phần thắt lưng nó chính là cái phần nâng đỡ chủ yếu cái phần thân trên của cơ thể đó. Nên là khi mà chúng ta đau là nhiều người sẽ đau phần thắt lưng nhiều hơn. Và cái đau lưng sẽ được phân chia làm 3 loại, là đau cấp tính là dưới 6 tuần, đau bán cấp là từ 6 đến 12 tuần, và đau mãn tính là từ trên 12 tuần trở lên là đau mãn tính. Đó, thì cái việc đau lưng cấp tính hay mãn tính hay là đau âm ỉ, đau nóng rát, rồi đau đau thấu xương hay là đau kinh khủng không chịu được thì nó làm cho chúng ta cảm nên trở nên rất là khó chịu. Và đau lan ra cả cánh tay hay là lan ra cả phần chân, lan ra phần hông, là có thể giúp có thể chúng làm cho chúng ta bị tê bì chân tay và rất là khó chịu. Chân tay của chúng ta bị tê bì nên là cơ của chúng ta cũng sẽ bị yếu đi đó. Và đau lưng có thể bắt nguồn từ các dây thần kinh hay là các cơ xương khớp của chúng ta, hoặc là những cái mô mềm cấu thành nên cuộc sống đó, những cái ảnh hưởng khác trong cơ thể của chúng ta như là tuyến tụy hay là thận, túi mật hay là các cái động mạch trục cũng có thể là nguyên nhân gây đau lưng khi mà chúng bị có vấn đề, hoặc là khi các động mạch chủ bị ứ tắc lại đó. Thì các nguyên nhân gây đau lưng chủ yếu là một số cái nguyên nhân cơ học như là va đập, hay là nguyên nhân luyện tập thể thao quá mức, quá sức của mình làm dẫn cho chúng ta bị bó cơ, xuất hiện những cái điểm tắc, những cái điểm mà chúng ta sờ và nó lật sực nó cứng lại, nó tắc, thì đấy là bị bó cơ, thì dẫn đến tình trạng bị đau. Và cái khi mà bị như vậy thì nó chèn vào dây thần kinh mà lại càng đau hơn đó. Và khi mà bị nội tạng bị tổn thương thì chúng ta cũng sẽ dẫn đến tình trạng bị đau lưng. Và một vấn đề nữa liên quan đến cuộc sống đó là rễ thần kinh hay là tủy sống đó, thường là rễ thần kinh hay là tủy sống, hoặc là một số cái dây chằng trước của cơ thể của mình, dây chằng trước của chính cái đĩa đệm nó có vấn đề thì chúng ta cũng sẽ bị đau lưng. Và một yếu tố không thể nào bỏ qua đó là loãng xương. Khi bạn bị loãng xương thì cái việc bị đau lưng cũng khó mà tránh khỏi đó. Nên các bạn chú ý cái việc loãng xương, chú ý phải đi khám sức khỏe để chúng ta biết được cái tình trạng thiếu canxi hay không, có loãng xương hay không và cần bổ sung những cái gì. Và cái cấu trúc của xương khi mà bị thay đổi thì cũng dẫn đến tình trạng bị đau lưng. Ví dụ như các bạn làm bị dạn xương, nứt xương hay gãy xương thì rất là đau, rất là khó chịu đúng không ạ? Đó. Và cũng có thể là trượt đĩa đệm hay là bị trượt cái xương cùng cụt cũng dẫn đến là chúng ta sẽ bị đau phần lưng dưới. Cái gãy xương, nứt xương thì mình đã nói ở trên rồi, nhưng các bạn hãy lưu ý. Và có một cái điều nữa mà chúng ta phải thật cẩn trọng, đó là cái viêm khớp. Cái viêm khớp ấy, khi chúng ta trong quá trình đau lưng mà chúng ta cũng không biết là tại sao mình đau ấy, cũng có thể nó là bị viêm xương khớp đó. Nên là chúng ta cũng phải đi khám bác sĩ để biết được tình trạng của chính bản thân mình để có một cái cách xử lý tốt nhất. Vâng, thưa các bạn, ngoài các vấn đề trên ra thì ngoài cả cái viêm khớp cuộc sống ra thì còn một số các yếu tố khác sẽ làm tăng cái nguy cơ đau lưng của các bạn. Đó chính là thừa cân, béo phì, hay là các bạn quá bận rộn với công việc của mình nên không có thời gian để luyện tập cũng như là vận động cơ thể. Đó cũng dẫn đến tình trạng đau lưng. Hoặc là khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi bị sai tư thế cũng dẫn đến tình trạng bị đau lưng. Khi mà sai tư thế sinh hoạt ấy, nhiều người là không biết là mình sai đâu,
nên là nó dẫn đến tình trạng đau lưng là chuyện bình thường. Cái điều một điều nữa Giang cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái người phụ nữ khi mang thai ấy cũng rất dễ bị đau lưng. Khi mà mang thai, mỗi ngày em bé một lớn lên thì cái lưng nó sẽ bị võng, cái khung chậu sẽ đổ trước và cái mông nó sẽ vểnh ra phía sau, nó dẫn đến cái phần thắt lưng này nó chịu rất là nhiều cái áp lực và nó nặng, nó chịu xuống, nó sẽ dẫn đến tình trạng đau lưng. Nên cái người phụ nữ mang thai thường đa số là rất là đau lưng. Và ngoài ra thì cái áp lực từ công việc hay là sự căng thẳng của thần kinh cũng dẫn đến chúng ta, cho chúng ta những cái bệnh bị đau lưng mà chúng ta không hề biết. Có một cái điều nữa là khi cơ thể chúng ta quá mệt mỏi, nó sẽ làm cho tình trạng đau lưng của chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Và đau lưng là một cái bệnh rất là phổ biến và xảy ra do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Và cái lối sống mà quá bận rộn hoặc là ít vận động sẽ là yếu tố chính để làm cho cái tình trạng này có xu hướng tăng lên. Và có rất nhiều nguyên nhân khác nhau nữa mà người bệnh cần tìm đúng cái nguyên nhân của chính mình để có thể điều chỉnh, hoặc là có những cái biện pháp để chúng ta chữa trị dứt điểm cái tình trạng này đó các bạn nhé. Và theo thống kê thì chúng ta có cứ 10 người thì có 8 người sẽ bị đau lưng trong cuộc sống này. Nên là chúng ta, cái bệnh đau lưng có thể nó sẽ không trừ bất kể ai đâu. Các bạn hãy chú ý đến sức khỏe mình, vì cột sống chính là cuộc sống các bạn ạ. Cột sống chính là cuộc sống, hãy chú ý. Tiếp theo, một số những cái triệu chứng mà bị đau lưng đó chính là do chúng ta đau lưng gây tê, hay là do chúng ta bị mất cảm giác, gây tê rồi chúng ta mất cảm giác và dẫn đến bị đau lưng, hay là rối loạn đại tiểu tiện, đó cũng là một cái triệu chứng bị đau lưng, hay là xương bị lão hóa hay loãng xương. Còn có một cái nữa đó là tiền sử bị chấn thương nặng ở cái vùng lưng đó, hoặc là đau lưng kéo dài mà không đỡ, mà mình cũng đã thực hiện một số cái phương pháp rồi nhưng mà nó không cải thiện được, thì đấy cũng là một cái triệu chứng mà chúng ta bị đau lưng. Có một điều nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với bạn là khi mà chúng ta đau lưng mà sau khi tiêm tĩnh mạch xong ấy, chúng ta cũng đau lưng ấy, thì đấy là có một cái triệu chứng mà dẫn đến tình trạng đau lưng. Và nhiễm trùng đường tiết niệu cũng không thể tránh khỏi cái việc đau lưng. Hay ức chế miễn dịch. Ức chế miễn dịch có nghĩa là ví dụ như là khi chúng ta tiêm cái dung dịch là corticosteroid, cái đấy nó cũng dẫn đến tình trạng chúng ta bị đau lưng. Hay là chúng ta sử dụng một cái loại thuốc mà chứa cái chất đó cũng dẫn đến tình trạng bị đau lưng. Và đó là những cái điều mà Giang rất là mong muốn được chia sẻ để mọi người có thể nắm được. Và tiếp theo đó là những cái điều mà các bạn nên chú ý để chúng ta có thể biết được cái mục đích khi mà chúng ta điều trị bệnh đau lưng sẽ giúp chúng ta cải thiện được điều gì, thì giúp chúng ta nhanh chóng cải thiện cơn đau một cách nhanh nhất, hay là giảm đau một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, giảm thiểu cái sự ảnh hưởng của cái bệnh đau lưng này tới công việc hay là sinh hoạt thường ngày của bạn đó, và giúp cho bạn có thể chống lại được những cơn đau, bạn có thể chống lại được những cơn đau và có thể kiểm soát được tất cả các cái tác dụng dụng phụ có thể gây ra trong quá trình chúng ta điều trị bệnh, và tạo điều kiện tốt nhất để chúng ta có thể có thời gian nghỉ ngơi, hay là chúng ta có một cái thời gian thoải mái về tâm lý cũng như là về tinh thần đó. Các bạn nhớ này, chúng ta phải hạn chế sử dụng các phương pháp phẫu thuật, bởi vì khi mà phẫu thuật là nó cũng rất là nguy hiểm cho cuộc sống của bạn, và đôi khi cũng có một số người bắt buộc phải phẫu thuật về phần đau lưng của mình, hay là các phương pháp điều trị khác không có hiệu quả, nhưng mà cái phần này thì rất là ít thôi, chiếm từ 1-10%. Nếu mà không thể chữa trị được thì chúng ta sẽ phải phẫu thuật đó. Và khi xuất hiện những cái triệu chứng đau lưng như thế này thì bạn có thể áp dụng một số cái biện pháp dưới đây. Ví dụ như các bạn có thể là massage cái vùng lưng của bạn. Khi mà bạn massage cái vùng như day, bóp hay là ấn sẽ giúp được lưu thông khí huyết, hay là và hạn chế cái phần chèn ép vào phần cột sống của bạn. Một cái việc nữa mà chúng ta cũng nên chú ý đó là chườm nóng hoặc chườm lạnh. Nếu mà xuất hiện các cơn đau lưng thì chúng ta cũng chỉ cần sử dụng một cái chai nước lạnh hoặc là một cái
cái cách nữa là chúng ta dùng cái túi chườm nắm để chúng ta chườm lên để giảm cái phần đau hiệu quả, và chúng ta có thể tập thể dục, tập yoga một cách nhẹ nhàng để giúp cải thiện vùng lưng thường xuyên, cũng như là để sẽ giúp chúng ta hạn chế những cái triệu chứng về đau lưng đó. Giảm cân, những cái bạn bị đau lưng do béo phì hay là do tăng cân thì cũng nên là giảm cân để tránh cái tình trạng bị nặng quá, là cái phần đó nó không nâng đỡ được cái phần, không đủ trụ được để nâng đỡ được, dẫn đến cái tình trạng đau lưng, thì cái phần giảm cân cũng sẽ giúp chúng ta có thể tránh tình trạng đau lưng. Và chúng ta nên nhớ hãy bổ sung vitamin D, canxi hay kali, các dưỡng chất thiết yếu để giúp cho chúng ta có một cái dinh dưỡng hợp lý cho cơ thể của mình. Đặc biệt là chúng ta nhớ canxi và vitamin D các bạn nhé, để chúng ta có được sức khỏe tốt và có sự luyện tập để làm sao cho nó thật hài hòa. Và cái việc tiếp theo đó là cái việc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi và thư giãn hay là thiền cũng giúp cho chúng ta thả lỏng được cơ thể, giúp chúng ta phục hồi rất là nhanh. Và những cơn đau khi mà nó xuất hiện thì chúng ta chắc chắn là không muốn làm gì, thì lúc đấy bạn hãy nằm xuống, có thể thiền hoặc là thả lỏng và thư giãn toàn bộ cơ thể của mình ra đó. Tiếp theo Giang sẽ hướng dẫn một số cái cách để chúng ta có thể phòng tránh cái đau lưng trong các tư thế sinh hoạt, đi, đứng, nằm, ngồi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe và xem cũng như là ứng dụng vào trong cuộc sống nha các bạn. Bây giờ Giang sẽ hướng dẫn các bạn cách đứng làm sao cho nó đúng, và chúng ta sẽ giữ thẳng cho cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ chú ý này, hai chân chúng ta đứng, khi mà chúng ta đứng chúng ta nên kích hoạt bốn góc bàn chân, có thể nhấc 5-10 đầu ngón chân trước mình lên, nhấn nó xuống thì mình sẽ cảm nhận được lòng bàn chân được bám dưới thảm nhiều hơn, mà trọng lượng cơ thể được giảm đều dưới thảm nhiều hơn hoặc là dưới mặt đất nhiều hơn. Chúng ta nhớ đây, hai cái gai chậu của chúng ta thẳng hàng với đầu gối và hướng về ngón chân thứ hai đó, của chúng ta thể đứng thẳng như thế này. Và tuy nhiên một số bạn này đứng như thế này, ưỡn cái lưng như này, ưỡn cái mông ra như này, rồi võng cái lưng như này, rồi ưỡn cái ngực ra như này để cho dáng nó sexy, nó đẹp ấy. Đó, thì cái vùng thắt lưng của chúng ta rất là đau, rất là khó chịu luôn. Thì các bạn nên này, chúng ta cuộn cái xương cột của mình xuống, cuộn cái mông của mình xuống, và lúc này cái thắt lưng của mình được làm đầy lên đó. Và chúng ta đứng thẳng hai cái tay và vai của mình ra đấy, hai cái xương đòn trải rộng ra, hai cái gai chậu thẳng hàng với nhau, và cái phần chân của chúng ta khi chúng ta đứng thẳng lưng như này, chân chúng ta rất là vững vàng, và cái phần cơ, phần xương cột của chúng ta quặn xuống đấy, thì phần cơ bụng của chúng ta nó sẽ được kích hoạt, và điều này sẽ giúp chúng ta chống lại được cái bệnh đau lưng, hoặc là có thể là sẽ không bị đau lưng nữa. Các bạn chú ý nha, cái phần này chúng ta phải chú ý đây đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải chú ý trong cái tư thế đứng ấy, mà nhiều người đứng là hay chồng chân như này, chồng chân này. Cái chùng chân này cũng bị hông này, các bạn nhìn cái hông nhé, khi mà mình chùng chân một bên nó sẽ bị lệch, khi mà đứng lệch như này thì dẫn đến tình trạng đau lưng của bạn. Đứng chùng chân nhớ là khi chúng ta đứng chùng chân như thế thì chúng nhớ đổ ngược lại, chùng chân ngược lại thì nó có sự cân bằng giữa cái hông, cái lưng của mình, phần đúng phần thắt lưng dưới luôn các bạn nhé. Đây là chúng ta đứng là đứng thẳng chân và giữ cho lưng của mình thẳng, cột sống của mình thẳng, hơi quặn cái hông của mình xuống, quặn cái mông của mình xuống để giữ cái sàn chậu lên, cũng như là quặn cái xương cột xuống, thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái phần cột sống của mình đó các bạn nhé. Và cái thứ hai, cái tư thế thứ hai, tư thế ngồi, thì tại Giang sẽ lấy cái ghế tựa ra ngồi cho các bạn nhìn. Cái ghế tựa đây như này, nếu như mà chúng ta ngồi mà chúng ta ví dụ máy tính ở phía trước, chúng ta võng lưng như này, ưỡn ngược ra võng lưng sẽ đánh vào thắt lưng, lúc này chúng ta rất là dễ bị đau lưng các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ giữ cho lưng của mình thẳng như này, một là sẽ thẳng vào cái ghế của mình như này, đúng không ạ? Đó, thẳng, giữ thẳng cái cột sống này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái chân của mình chạm xuống này, và hãy chọn cho mình cái ghế có cái chiều cao phù hợp để chúng ta cái bàn chân của chúng ta được chạm xuống phía dưới đó, và cái lưng của chúng ta thẳng, hai vai của chúng ta thả lỏng ra đó. Một cách ngồi khác nữa mà các bạn cũng hay ngồi sai, đó là các bạn hay ngồi như này, gù lưng, cong lưng như này.
cái này các bạn dễ bị đau lưng các bạn nhé, rất là dễ bị đau lưng mà các bạn không biết được điều đó. Nếu mà các bạn có thể điều chỉnh, ví dụ như là cái phần chiều dài nó cao quá, các bạn tiến về phía trước một chút, không phải ngồi sát lưng vào cái phần thành ghế nữa, mà các bạn vẫn giữ được thẳng lưng như này, và các bạn có thể ngồi máy tính hay ngồi làm việc, ngồi bàn, làm viết lách các thứ, các bạn vẫn giữ được thẳng. Nhưng nhớ này, cái lưng không để võng, không để gù như này, không để cong như này, chúng ta sẽ bị rụt vai, gù lưng trên, võng như này chúng ta sẽ đau thắt lưng, thẳng cái lưng của mình lên, thả lỏng hai chân, hai vai và mềm mại. Đó, đây là tư thế ngồi mà chúng ta cũng phải nhớ để điều chỉnh trong cuộc sống nha các bạn. Và tiếp theo, Giang sẽ hướng dẫn các bạn tư thế chúng ta có thể mang vác một cái vật nặng, mang vác một cái vật nặng mà chúng ta vẫn đảm bảo được cái cuộc sống lưng của mình. Thì các bạn ví dụ một cái vật như này, các bạn hãy nhớ này, chuẩn bị vác một đồ vật, chúng ta sẽ đặt một chân xuống, chống ức một chân, một cái đầu gối của bạn sẽ hướng lên như này, và hai tay của bạn sẽ nắm vào đồ vật như này, nhấc cái đồ vật lên trước đã như này, sau đó nhấc cái gối còn lại lên, cái lưng của bạn này duỗi thẳng này, hông duỗi thẳng ra này, đó lên như này đó. Còn nếu không, các bạn một phát các bạn nhấc lên như này, hoặc các bạn ngồi như này nhấc lên như này, thế thì nó sẽ bảo thắt lưng rất là đau đó, nên là các bạn phải chú ý này. Hoặc là chúng ta sẽ ngồi như này, được không ạ? Chúng ta ngồi như này đó, chúng ta nhấc lên, từ từ đứng lên. Đấy, nhìn cái lưng thẳng ạ, các bạn nhìn thấy cái lưng thẳng ạ, đó rất là chậm nhưng mà đứng thẳng lên. Hai cái chân chúng ta mở rộng ra nha các bạn. Các bạn nhìn thấy chân của Giang mở rộng không? Đây, Giang sẽ tiến về phía trước các bạn nhìn nhé. Đây, chúng ta sẽ ngồi như này, cái vật nặng như này đúng không ạ? Chúng ta sẽ đặt tay ở đây, sau đó đây, chúng ta nhấc lên này, đẩy hông lên này, chúng ta lên đó, và chúng ta đứng thẳng lên. Đấy là tư thế chúng ta mang vác cái vật nặng. Chúng ta tuyệt đối là phải chú ý nha, khi mà mang vác vật nặng mà chúng ta lên đột ngột hoặc là đè vác mà đột ngột thì chúng ta rất là dễ bị khục lưng hay là bị thoát vị địa đệm. Đấy, các bạn hãy chú ý, thật chú ý giúp Giang. Và bây giờ Giang sẽ hướng dẫn các bạn trong tư thế nằm. Các bạn hãy tiếp tục chuẩn bị giúp Giang một cái gối. Đây, bây giờ Giang sẽ lấy gối. Cái gối có cái đường cong, các bạn sẽ có thể nhìn thấy cái đường cong, nó uốn lượn như thế này, phần này sẽ mỏng hơn và phần này sẽ dày hơn, nó uốn lượn. Thì cái phần này mình sẽ đặt ở phần gáy của mình đó, và phần này đã sẽ là phần đầu của mình. Tại sao lại như thế? Thì vì cái phần gáy của chúng ta ấy, cái phần gáy này nó sẽ không phẳng như phần đầu. Nên là tại sao khi chúng ta gối đầu, chúng ta hay gối một cái gối rất là to, dày và dễ bị thoái hóa đốt sống cổ và dễ bị đau cổ vai gáy, cũng như là dễ bị đau đầu, thì lúc đấy là nó sẽ mỏng, nó không lên nhãn được các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ hạ gối xuống và thử nằm cùng Giang trong tư thế này. Chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một cái gối ôm nữa để Giang hướng dẫn các bạn. Nếu mà chúng ta đau phần lưng dưới thì bạn hãy đưa cái gối ôm của bạn xuống phần đùi sau. Đây, đây. Đấy. Khi mà bạn đặt nó ở phía đầu gối hoặc phía chân phía sau này. Đó. Thì cái phần thắt lưng của bạn này, thắt lưng của bạn nó hoàn toàn được dán ở dưới thảm, và cái phần cơ gập hông của bạn nó hoàn toàn được thư giãn. Đó, và khi nằm như này các bạn sẽ thấy cái lưng của mình rất là dễ chịu. Đây là khi chúng ta nằm ngửa này. Đấy, cái gối này cũng giúp cho chúng ta rất là dễ chịu về cái đốt sống cổ, đốt cột sống cổ cũng như là cái đốt tiếp theo nối các đốt sống cột sống lưng đó, rất là dễ chịu.
Còn khi chúng ta nằm nghiêng, các bạn hãy chú ý này, khi nằm nghiêng như này thì chúng ta sẽ đặt cái gối ôm này ở phía trước cái chân, và chúng ta đặt cái chân ở trên này để làm sao cho cái hông của chúng ta nó được cân bằng. Các bạn nhớ nhé, để cái hông của mình nó được cân bằng thì chúng ta sẽ đặt cái gối ôm phía trước như này, và chúng ta đặt cái gối của mình, cái đầu gối của mình lên cái phần gối ôm, hoặc đặt cái đùi của mình lên cái phần gối ôm, để khi mà ví dụ không có cái gối ôm các bạn nhé, khi mà không có cái gối ôm này thì chúng ta đặt như này là cái hông của chúng ta, cái phần lưng của chúng ta bị đổ xuống. Còn khi mà có cái gối ôm vào như này thì cái hông của mình được giữ cân bằng, và cái vai của mình, cái đốt sống cổ, váy vai của mình, khi mà cái gối này nó có độ đầy ở đây này thì chúng ta nằm xuống rất là dễ chịu và thoải mái. Đó, các bạn sẽ nằm trong tư thế này. Đây là tư thế tuyệt vời để có thể giúp các bạn thoải mái vùng lưng cũng như là cân bằng cơ thể của mình sau một ngày làm việc rất là căng thẳng và mệt mỏi. Các bạn chú ý nhé. Vừa rồi thì Giang hướng dẫn các bạn trong bốn tư thế đứng, ngồi, hay là mang vác vật nặng, hay là nằm, thì các bạn hãy lắng nghe và áp dụng để thực hiện theo, để chúng ta có thể giảm thiểu được nhất những cái rủi ro có thể xảy đến khi mà chúng ta bị đau lưng. Các bạn hãy chú ý và áp dụng nha. Vâng, nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích và cần thiết cho rất nhiều người thì các bạn hãy nhấn nút chia sẻ cho người thân, gia đình hay bạn bè của mình để thật nhiều người biết nữa, để có thể giúp ích được cho cuộc sống này, giúp ích được cho thật nhiều người, để các bạn có thể áp dụng trong cuộc sống này để chúng ta giảm thiểu những cái chứng đau lưng. Và cảm ơn bạn đã xem cũng như là áp dụng video này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo để chúng ta có những bài tập tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.